Nữ sinh năm 1997, lấy chồng tuổi nào thì hạnh phúc nhất cho cuộc đời của bạn? Nữ đi xỉu, sinh từ mùng 7 tháng 2 năm 1997 đến ngày 27 tháng 1 năm 1998. Những bạn sinh vào trong khoảng thời gian đó chính là các bạn đang cầm tuổi đinh sửu. Vậy thì nữ mạng đinh sửu trong tuổi đó là thuộc cung ly mạng giáng hạ thủy, nước mù xương, xương con trâu, tướng tinh con trùng. Đó. Bây giờ ta sẽ đi vào từng nội dung chi tiết một để tìm hiểu và cùng tham khảo các bạn nhé. Một là tổng quan về tử vi nữ mạng đinh sửu 1997. Nữ tuổi đinh sửu 1997 lúc nhỏ thì phải trải qua nhiều vất vả và khó khăn mới có được những điều như mong muốn. Đó, hồi nhỏ các bạn như vậy nhá. Thường thì hay bị bạn bè ganh tị. Bên cạnh các bạn thì cũng có những bạn tốt giúp đỡ và có cả những bạn là hay nói xấu sau lưng. Nhưng đặc biệt là trời phú cho các bạn có trí tuệ, thông minh, nhanh hiểu biết, nhanh hiểu bài. Cuộc đời của bạn thì chủ yếu là tự thân các bạn lập nghiệp, cố gắng nỗ lực từ chính bản thân của mình vươn lên. Nếu các bạn sinh vào giờ tốt thì sẽ sớm được thành đạt, trưởng thành, phát triển trên con đường sự nghiệp. Lúc đầu của bạn thì khi bắt đầu vào sự nghiệp thì cũng có nhiều những khó khăn cản trở, nhưng sau đó thì sẽ thuận lợi hơn và phát triển nhiều hơn, nhanh hơn các bạn nhé. Số của bạn là có quý nhân phù trợ, đi đâu cũng được người giúp đỡ. Bên cạnh đó thì cũng có tiểu nhân các bạn nhé, nên chúng ta biết cách mà tránh. Về hậu vận của các bạn thì sẽ tốt đẹp hơn, các bạn sẽ được hưởng hạnh phúc bên gia đình, chồng con. Bước sang tuổi 28, sự nghiệp phát triển khá nhanh chóng, đặc biệt đến năm 30 tuổi có nhiều bước tiến đột phá. Trong tình cảm thì các bạn sẽ đa phần là thuận lợi và có được những hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ có một số thì sinh vào những cái tháng không đẹp, giờ không đẹp thì hôn nhân sẽ trục trặc một chút thôi. Còn đa phần thì chúng ta sẽ thuận lợi và hạnh phúc trọn vẹn. Sau kết hôn của các bạn thì cuộc sống khá đầy đủ, sung túc và có nhiều niềm vui. Nữ 1997 thì lúc nhỏ tình cảnh của bạn không được tốt lắm, nhưng khi lớn lên có nhiều điều may mắn cả về tình duyên và tiền bạc tài chính. Cuộc sống hôn nhân của các bạn khá hạnh phúc êm đềm và đem lại nhiều may mắn cho hậu vận sau này. Nữ tuổi đinh sửu 1997 hưởng thọ trung bình từ 85 đến 95 tuổi. Nếu các bạn biết làm nhiều việc thiện, sống tốt thì sẽ được tăng tuổi thọ hơn nữa các bạn nhé. Đó là cái phần tổng quan tử vi nữ mạng đinh sửu 1997. Các bạn dõi theo tử vi đường tình duyên đinh sửu 1997. Đường tình duyên thì nó phụ thuộc vào tháng sinh âm lịch, nên các bạn đối chiếu mình sinh vào tháng âm lịch nào của năm 1997, năm đinh sửu nhé. Những bạn mà sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 âm lịch, đây là những người rất là có duyên, thu hút được người khác, đặc biệt là tình cảm đối với họ thì rất là quan trọng. Những người này luôn quan niệm hôn nhân là tùy duyên, tức là duyên đến với mình, chứ cũng không quan trọng lắm là phải mình lựa chọn hay là kia. Thường là những người này thì có cái lý trí, các bạn có lý trí rất là mạnh mẽ, quyết đoán mọi việc. Đó. Những bạn này sau khi kết hôn thì đa phần các bạn là rất hạnh phúc và vui vẻ, tức là đón nhận cái duyên của mình theo cái tùy duyên. Đó nha, những bạn sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 thì may mắn sẽ đến các bạn về được tình duyên. Những bạn sinh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 11 âm lịch là những người nắm vững được trái tim người khác. Đấy, tức là biết được cái người khác đang yêu mình hay không yêu mình. Do vậy mà tình yêu của bạn luôn luôn thuận lợi và tốt đẹp. Cũng mặt khác thì các bạn lại cư xử rất là đúng mực, không bao giờ làm mất lòng ai. Cuộc sống hôn nhân của các bạn do đó mà cũng rất là thoải mái trong các mối quan hệ gia đình. Có cái trường hợp thứ ba, các bạn lỡ không may và sinh vào các tháng 4, tháng 9, tháng 12 âm lịch, tức là có 3 cái tháng, đặc biệt là tháng 12 cuối năm, thì các bạn nữ sinh năm 1997 trong tình yêu gặp nhiều trắc trở, nhiều lần không thành, yêu người ta nhưng người ta không yêu lại, cũng như là rất nhiều cái vấn đề cản trở. Năm 18 tuổi thì các bạn có nhân duyên phát triển một chút, có nhiều theo đuổi, nhiều người theo đuổi, tuy nhiên đều kết thúc khá là nhanh chóng, màu lẹ và rất là không có cái lý do gì hết. Đến năm 20 tuổi là cái khoảng thời gian đẹp để phát triển tình cảm. Sau kết hôn thì cuộc sống tuy cũng có những khó khăn, như các bạn này nhá, các bạn đối chiếu, các bạn đã lấy chồng rồi thì sau kết hôn cuộc sống của bạn tuy cũng có những khó khăn nhưng cũng không đáng kể lắm.
gia đình thì cũng tương đối, cũng không đến nỗi. Nhưng các bạn cố gắng tu tâm tích đức thì chúng ta sẽ sửa được cái vận mệnh của mình các bạn nhé. Thì nói về các tháng sinh âm lịch của các bạn thì đại đa số cũng không đến nỗi nào. Còn lại là các bạn nữ sinh năm 1997 thì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gia đình là khá là tốt. Về gia đình và sự nghiệp của các bạn đi Sửu 1997 thì như thế nào? Về gia đình thì trong cuộc sống gia đình của các bạn thì có rất nhiều niềm vui, được cha mẹ hai bên yêu thương, đời sống thì sau này thì khá là sung túc, no đủ. Sau khi thành lập gia đình thì cuộc sống hôn nhân trải qua một cách rất êm đềm và dễ dàng, không có phát sinh nhiều chuyện rắc rối. Thì gia đình các bạn yên tâm nhé. Chúng ta tiếp tục là học tập để mà bồi dưỡng và cái cứng ứng xử trong gia đình để gia đình được ngày một tốt đẹp hơn. Còn về sự nghiệp của các bạn thì như nào? Về sự nghiệp lúc đầu nhiều cản trở, khó khăn, nhưng bằng những cái nỗ lực của bản thân thì các bạn đã vươn lên và dễ dàng vượt qua và có những cái thành công nhất định. Và như nói trên thì bước sang tuổi 30, sự nghiệp đặc biệt của bạn sẽ được phát triển. Những năm tiếp theo thì có vận về tiền tài và địa vị các bạn nhé. 4. Quan trọng đối với các bạn, có bạn đã xây dựng gia đình, cũng có bạn chưa xây dựng gia đình. Chúng ta đối chiếu và chúng ta nghiên cứu để lựa chọn chồng cho mình tốt nhất. Đó là 4. Tuổi nữ Đinh Sửu 1997, chọn chồng tuổi nào thì hợp nhất? Trong việc lựa chọn lương duyên, bạn cần chọn những tuổi này thì sẽ được hưởng nhiều cái tươi đẹp, tốt đẹp. Đó là các tuổi Mậu Dần 1998. Rõ ràng con trâu mà lấy con hổ, đấy, cũng rất là tốt. Hai tuổi này rất hợp với nhau về đường tình duyên, cả về vấn đề tài lộc, phần con cái đầy đủ và tạo được cuộc sống sang giàu phú quý. Như vậy thì bạn chọn chồng có thể là kém bạn một tuổi, rất là tốt. Chi cái trường hợp thứ hai, nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì cuộc sống của bạn chỉ có thể được một cái cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là các tuổi chồng là Đinh Sửu 1997, tức là bằng tuổi. 2. Ất Hợi 1995, con heo là 1995, con trâu. Những tuổi này chỉ hợp với bạn về đường tình duyên, tức là tình yêu và hôn nhân hạnh phúc gia đình thì tốt, nhưng không hợp về đường tài lộc, đó là tiền bạc tài hơn. Thì chúng ta lựa chọn, nếu như mà chúng ta chọn tình yêu thì chúng ta chọn các bạn cùng tuổi và các bạn hơn 2 tuổi, đó là sinh năm 1995, Ất Hợi. Trường hợp tiếp theo, nếu bạn kết hôn được với những người này, bạn có thể sẽ không tạo được một sự sống êm đẹp, cuộc sống êm đẹp trong cuộc đời, mà trái lại, bạn khó tạo ra được một cuộc đời có thể nói là hoàn toàn đầy đủ như ý và phải chịu cảnh nghèo khổ triền miên. Đó là các bạn có thể kết hôn với các tuổi Kỷ Mão 1999, đấy, tuổi Mèo kém bạn 2 tuổi, tuổi Quý Dậu 1993, tuổi gà lợn đó. Kết duyên với hai cái tuổi này chỉ tạo được một cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc mà lại luôn luôn chật vật và khó khăn, lúc nào cũng không được thảnh thơi và an nhàn. Nữ Đinh Sửu 1997 không nên cưới chồng vào các tuổi nào, cái này cũng rất quan trọng. Các bạn chưa cưới chồng thì các bạn lưu ý, chúng ta người ta nói là tàu trâu cưới vợ làm nhà thì là cái việc quan trọng, cho nên cưới chồng thì là tuổi đàn bà làm nhà tuổi đàn ông, cho nên là các bạn lưu ý nhé. Phụ nữ là chúng ta biết đây là tuổi cộng cả tuổi mụ nhé. Thì lưu ý này, có những năm tuổi bạn rất là xung khắc vì cái việc lương duyên, toan tính việc lương duyên khó thành tựu, đấy. Hay thành thì gặp cảnh xa vắng triền miên, vì các tuổi bạn là gặp năm xung năm khắc với lương duyên thì chúng ta sẽ không cưới chồng vào các tuổi sau cả tuổi mụ nha. Đó chính là lúc 19 tuổi không cưới được, 23 không cưới được, 25, 31, 35, 37 và 43 các bạn nhé. Còn lại tránh những cái tuổi đấy ra thì ta cưới được, ví dụ 18 tuổi này, 20, 21, 22 này, 24 này, 26, 27, 28 này, vân vân. Đấy thì tránh những cái tuổi mà nó đang xung khắc này thì chúng ta sẽ, người ta vẫn nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Các bạn cố gắng tránh để chúng ta xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hôn nhân gia đình càng tốt đẹp hơn nhé. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.